Đứng trước tình trạng sạt lở đất gây thiệt hại đến đời sống và sản xuất của người dân, các chuyên gia đưa ra nhiều biện pháp ứng phó. Không nên cấp phép cho những cái doanh nghiệp mà khai thác cát gần những nơi sạt lở hoặc là những nơi mà còn nguy cơ sạt lở. Những lưu ý đối với bà con nông dân trước khi xuống giống vụ lúa thu đông. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2015, quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ huy Chiến dịch Giao thông Thủy lợi mùa khô năm 2015, hiện nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu chiến dịch, trong đó chỉ tiêu về giao thông đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng và nâng cấp được hơn 340.729 m2 đường giao thông nông thôn, đạt 375% kế hoạch. Xây mới và sửa chữa 5.863 m2 cầu nông thôn, đạt 540% so với kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu về thủy lợi nội đồng vẫn chưa đạt. Hiện nay chỉ mới khép kín được gần 7.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp, đạt 92% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do nợ động trong chiến dịch của các năm qua còn lớn. Các địa phương cần cân đối nguồn vốn thực hiện, trong khi nguồn ngân sách giới hạn từ 20 đến 25%. Dù chỉ mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng trong vài ngày trở lại đây, tại nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Trong đó, quận Châu Thành là một trong những địa phương có tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp nhất tỉnh. Chỉ tính riêng trong tháng 5, huyện Châu Thành đã xảy ra 6 điểm sạt lở, nâng tổng số đến nay lên 21 điểm với tổng chiều dài hơn 400 m, tăng hơn 10 điểm so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính thiệt hại gần 440 triệu đồng. Đến nay, ngành chức năng đã kịp thời gia cố được 10 điểm sạt lở, đồng thời huyện đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở còn lại, đảm bảo việc đi lại thông suốt cho người dân. Sạt lở là một hiện tượng do biến đổi khí hậu gây ra với nhiều hệ lụy khó lường trước. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng sạt lở đất đã xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong năm, không nhất thiết chỉ vào mùa mưa. Điều này đối với nhiều người là hết sức bình thường, nhưng đối với các chuyên gia, những người chuyên nghiên cứu về biến đổi khí hậu, thì các nhìn nhận đánh giá hiện tượng này là như thế nào và cách ứng phó ra sao với tình trạng sạt lở đất? Phóng viên thời sự có ghi nhận. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, những năm gần đây, sạt lở không những xảy ra trong những mùa mưa lũ, mà còn xảy ra trong mùa khô. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa. Mới đây, tại Hậu Giang và Cần Thơ liên tiếp xảy ra các điểm sạt lở, làm thiệt hại nhiều tài sản, đất và vật kiến trúc. Những năm sau này, thì khô hạn nó gia tăng lên rất nhiều, làm cho mực nước sông nó xuống rất là thấp và nó gây ra cái sự chênh lệch đáng kể giữa cái bờ sông và đại sông. Hầu hết kết cấu đất ở đây là đất sét nên khi nó co ngót là tạo ra những khe đứt như vậy. Thì hiện nay thì cái phù sa đến bờ sông Cửu Long nó giảm dần và cát nó ít đi. Những cái người khai thác là họ khuynh hướng là họ khai thác gần bờ hơn. Và khi khai thác gần bờ như vậy thì cái khả năng mà làm thay đổi cái kết cấu của dòng chảy nó sẽ diễn ra nhanh hơn và nó nhiều vùng đất nó bị khoét và gây ra mất ổn định và gây sạt lở. Một nguyên nhân kế tiếp là hiện nay là trên hai bờ sông mình làm khá nhiều công trình mà sát bờ sông hoặc là giao thông nó gia tăng lên, ví dụ như xe cộ để chạy trên bờ nhiều hơn, rồi xây dựng trên bờ nhiều hơn, trong khi đó dưới sông thì tàu thuyền nó cũng gia tăng lên, chạy với những vận tốc lớn hơn, thì những cái đó nó gây những cái chấn động và gây mất ổn định, dễ dàng mất ổn định trên bờ sông. Trong năm 2015, chính phủ sẽ dành riêng 3.000 tỷ đồng để đầu tư cho các hoạt động ưu tiên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước mắt, để khắc phục tình trạng này, nhiều biện pháp phòng chống đã được các địa phương triển khai như trồng cây, gia cố đê bao chống sạt lở. Tại Hậu Giang, về lâu dài, địa phương cần đến 800 tỷ đồng để thực hiện các công trình chống sạt lở tại 110 điểm có nguy cơ sạt lở cao tại huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy. Trong thực tế cũng có một số nơi người ta làm kè và nó gây sạt lở là do chúng ta đầu tư không đúng nơi tới chỗ. Và cũng có một cái giải pháp nữa là người ta vừa làm kè vừa trồng cây, tùy theo cái vấn đề cái địa hình, rồi vấn đề kinh tế, rồi các cái hoạt động khác của con người ta gần đó.
Song song đó thì chúng ta còn có những cái giải pháp mà khác, thì như là chúng ta không nên cấp phép cho những cái doanh nghiệp mà khai thác cát gần những cái nơi sạt lở hoặc là những cái nơi mà còn nguy cơ sạt lở. Song song đó ta nên làm cái bản đồ cảnh báo về những cái điểm đen về sạt lở, hạn chế tốc độ của tàu thuyền hay là xe cộ trên bờ để chúng ta giảm bớt những cái những tác động của sóng do những phương tiện giao thông mà gây ra. Theo dự báo, năm nay tình hình thiên tai diễn biến cực đoan và khó lường. Nếu không có những biện pháp tích cực và thay đổi nhận thức chính người trong cuộc, thì tình trạng sạt lở vẫn còn tiếp diễn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Hiện nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 1.700 hecta lúa hè thu trên tổng số 77.000 hecta, với năng suất khoảng 6 tấn một hecta. Điều đáng nói là khi thu hoạch tới đâu thì bà con làm đất để xuống giống vụ lúa thu đông tới đó. Thống kê của Trạm Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang, hiện tại toàn tỉnh đã xuống giống được hơn 300 hecta vụ lúa thu đông, tập trung ở ba huyện Vị Thủy, Châu Thành, thành phố Vị Thanh. Lúa chủ yếu đang ở giai đoạn mạ từ 1 đến 7 ngày tuổi. Theo ngành chức năng, việc xuống giống cận không đảm bảo thời gian cách ly giữa các mùa vụ, đồng ruộng không được vệ sinh kỹ sẽ tạo điều kiện lây truyền sâu bệnh, tăng chi phí sản xuất. Vì vậy, sau khi thu hoạch lúa hè thu, bà con cần cày ải, phơi đất, đảm bảo thời gian cách ly giữa hai vụ ít nhất là 3 tuần để trơm trả phân hủy, đặc biệt là các nguồn lây lan của rầy nâu và gieo xạ tập trung đồng loạt né rầy theo đúng lịch khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Tổng hợp các hoạt động ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, tiếp thêm niềm vui phấn khởi và động viên tinh thần học tập cho các em. Tiết mục an toàn giao thông cuối tuần đề cập việc nâng cấp chất lượng dịch vụ hành chính công trong cấp đổi giấy phép lái xe. Xin được chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào hôm qua, huyện ủy Châu Thành và Châu Thành A đã bầu bổ sung các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện. Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức trao quyết định Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2016 cho bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên là Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, thay cho bà Thái Thị Thu Sương do chuyển công tác về tỉnh. Bí thư huyện ủy cũng lưu ý các đồng chí sau khi nhận công tác ở vị trí mới cần phát huy hơn tinh thần làm việc, đồng thời xứng đáng là nơi tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư nguyện vọng. Tại kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành A khóa 10 cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Đỗ Minh Hiệp, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đây là thông tin của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh về buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8. Theo đó, sẽ có 29 đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia buổi tiếp xúc với bà con cử tri tại 74 điểm trong tất cả 7 huyện thị thành phố. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến ngày 3 tháng 6 năm 2015, mong bà con cử tri đến tham dự nhằm ghi nhận những ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8. Năm học vừa kết thúc cũng là lúc các em thiếu nhi hân hoan chào đón ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Để tiếp thêm niềm vui, phấn khởi và động viên tinh thần học tập cho các em, vào tối qua, công đoàn cơ sở phối hợp với câu lạc bộ nữ công Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi cho gần 50 em thiếu nhi là con em cán bộ, công nhân viên chức lao động đang công tác tại đài. Chương trình tạo nên không khí vui tươi đối với các em thiếu nhi trong ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, đặc biệt là phần thi văn nghệ cùng con tỏa sáng với những tiết mục ca, múa, hát, kể chuyện, đọc thơ dưới sự hỗ trợ của cha mẹ. Nhân dịp này, ban giám đốc đài đã tuyên dương hơn 22 em có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua, đồng thời dành tặng gần 50 phần quà hết sức ý nghĩa giúp các em vui Tết thiếu nhi, động viên tinh thần học tập của các em. Sau 8 mùa tổ chức, Đồ Trí Mí đã tìm ra rất nhiều giọng ca triển vọng. Chương trình trở thành điểm hẹn trong mỗi mùa hè cho các bé từ 5 đến 8 tuổi. Bước sang năm thứ 9, Hậu Giang cũng là một trong nhiều tỉnh thành diễn ra vòng sơ tuyển ở các tỉnh phía Nam. Qua vòng sơ tuyển, có 4 cháu được trao nốt nhạc của Đồ Trí Mí.
Sau đó ban tổ chức tiếp tục xem lại phần trình diễn qua băng đĩa để có quyết định trong tuyển chọn. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình sơ tuyển tổ chức tại Hậu Giang. Quyền đoàn Phụng Hiệp cũng vừa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cho 250 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Phương Bình, Tân Bình, Hòa An và thị trấn Kinh Cùng. Ngoài việc tham gia các trò chơi dân gian, thi kể chuyện cháu ngoan bác hồ, giao lưu văn nghệ, thì mỗi em còn được nhận một phần quà trị giá 150.000 đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phụng Hiệp cũng dành tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trước đó, huyện Vị Thủy đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2015 với chủ đề Hãy lắng nghe trẻ em nói. Hàng năm, huyện Vị Thủy luôn chú trọng tổ chức các hoạt động truyền thông về luật bảo vệ trẻ em, trọng tâm là phòng chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt là đối tượng trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Tháng hành động năm nay sẽ tập trung nhiều hoạt động, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Liên tục chương trình, biên tập viên Kim Anh sẽ truyền tải đến quý vị những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông qua bản tin an toàn giao thông cuối tuần. Mở đầu bản tin an toàn giao thông hôm nay là thông tin vụ tai nạn giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 8 giờ ngày hôm qua 29 tháng 5, trên tuyến đường nối Vị Thanh Cần Thơ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đoạn qua xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, đã khiến một người đàn ông ngoài 70 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo ghi nhận ban đầu, xe máy mang biển số kiểm soát 64I13715 do một người đàn ông điều khiển chạy từ hướng Cần Thơ về Vị Thanh. Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ va chạm với xe đạp điện do một người đàn ông ngoài 70 tuổi đang dẫn bộ bị té xuống đường và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Vị Thủy đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc. Hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2015 với chủ đề siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, với khẩu hiệu hành động, tính mạng con người là trên hết. Những tháng đầu năm, Hậu Giang đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt. 6 tháng đầu năm 2015, tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2014 đến nay, Thanh tra Giao thông đã phối hợp với lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội các công trình xây dựng trái phép, nhắc nhở gần 470 hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, dốc cầu, vỉa hè gây mất trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh cũng giải tỏa gần 250 mái che, dù các loại, trên 230 biển hiệu tạo sự thông thoáng cho người tham gia giao thông. Thống kê trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã tổ chức được 485 cuộc kiểm tra, kiểm soát, xử phạt trên 260 trường hợp với số tiền gần 450 triệu đồng. Đồng thời, trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động đã kiểm tra hơn 1.700 phương tiện, phát hiện và xử lý 96 trường hợp vi phạm, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 300 triệu đồng. Qua thời gian nâng cấp chất lượng dịch vụ hành chính công và cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp đổi giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, đến nay, việc liên hệ của người dân để thực hiện các thủ tục hành chính đã được tinh gọn, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao, đảm bảo sự hài lòng cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô được 40 khóa với 4.500 thí sinh đăng ký dự thi. Qua đó đã có hơn 4.200 giấy phép lái xe được cấp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã cấp đổi và cấp lại cho gần 4.000 người sử dụng phương tiện giao thông. Song song đó, 29 phương tiện thủy nội địa và 26 xe máy chuyên dùng cũng được cấp giấy đăng ký. Công tác đăng kiểm phương tiện thủy bộ được quan tâm chú trọng và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng với 4.800 lượt phương tiện đường bộ, hơn 200 phương tiện thủy nội địa, góp phần tích cực vào việc phòng tránh tai nạn giao thông. Công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được Bộ Giao thông Vận tải tiến hành quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính. Dự kiến có thêm 15 thủ tục sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.
29 thủ tục được cung cấp ở mức độ 3 để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Phần trình bày của biên tập viên Kim Anh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại nội dung này tại địa chỉ website www.hauGiangTV.vn hoặc kênh YouTube của đài Giới Tình Miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.